À, xin chào anh chị. Thì hôm nay thì em Nhân sẽ đem đến cho anh chị mình là một cái máy hai kim 4 chỉ nha anh chị. Này là nhãn hiệu Pegasus, này là hàng chính hãng Nhật 100% nha anh chị. Này là hàng container về nha. Đó, này không phải là hàng nhà nha anh chị. Hàng container là từ nguyên bản là từ Nhật về luôn nha anh chị. Đó. Đây là máy giác sổ E52 nha anh chị. Thì bên Nhân đã được trang bị lên nó là một bộ màn mới hoàn toàn. Và lên cho anh chị mình nó là cục motor tiết kiệm điện này ha anh chị. Thì anh chị mình á sử dụng cho gia đình hoặc là trong công nghiệp thì anh chị mình sử dụng cái motor này á, thì nó sẽ tiết kiệm điện cho anh chị mình nè và chỉnh được tốc độ nhanh chậm nha anh chị. Đó ha, máy rất là đẹp nha, rất là liên lạc luôn nha anh chị, máy Nhật nha, motor chỉnh tốc độ nhanh chậm nha. Rồi thì bây giờ Nhân sẽ đặt thử cho anh chị xem. Bây giờ mình xem nội thất đi ha, nội thất rất là đẹp nha anh chị. Đó, nguyên bản zin luôn nha, chưa thay thế và tác động vào bên trong nha anh chị. Đó, nước sơn nè, rất là đẹp luôn nha. Đó, máy móc thì bên Nhân về số lượng rất là lớn nha anh chị. Anh chị mình có đầu tư gia công ha, sử dụng mấy con này nè là chạy là Vivo luôn nha. Đó, mau lấy lại vốn nha anh chị, giá nó chỉ trung bình thôi nha. Đó, đường kia mình rất là đẹp luôn. Rồi, rất là đẹp luôn nè, E52 nè, vẫn là E52 ha, rất là nhiều luôn anh chị. Rồi bây giờ sẽ đặt thử cho anh chị xem, cầm giùm cái máy quen. Rồi bây giờ mình sẽ đặt ha, tiếng máy cực kỳ là đầm luôn nha anh chị. Anh chị thấy rất là đầm luôn nha. Đó, đường kim mũi chỉ nè, rất là đẹp luôn ha, giá cực kỳ là tốt cho anh chị mình luôn ha. Anh chị mình ở xa đó, muốn sở hữu cái máy hai kim 4 chỉ như thế này thì cứ liên hệ công ty Nhân ha, sẽ được hỗ trợ cho anh chị về giá cả rất là tốt nha anh chị. Đó, và máy này á thì bên Nhân sẽ đóng gói và hoàn thiện và ra chị test để giao mẫu cho anh chị xem ha. Đóng gói kỹ càng gửi cho anh chị mình ở tỉnh xa yên tâm về chất lượng đóng gói bên Nhân ha. Đó, và gửi tận thăm anh chị. Và bên Nhân sẽ tặng kèm như là phụ kiện linh kiện theo như là vít thay kim nè, và nhíp nè, và lục gia và kim nè, và kèm thêm một bóng đèn LED 20 bóng nha anh chị, gắm thẳng trực tiếp vào hộp luôn nha. Đó, máy rất là đẹp luôn nha. Nước sơn riêng nha anh chị. Thì khi mà bên chị anh chị mình tin tưởng bên Nhân thì bên Nhân sẽ quay video trực tiếp cho anh chị xem và test máy nè, và gửi hàng và đóng gói cho anh chị xem ha. Đó, rất là đẹp luôn nha, thì giá tốt nha anh chị ha. Anh chị mình muốn lựa máy nào thì cũng được nha, máy này và máy này thì nó sẽ đồng giá hết hoàn toàn. Và anh chị mình muốn sử dụng và nó rẻ hơn thì bên Nhân cũng có hỗ trợ cho anh chị mình lắp cái cục motor truyền thống nha anh chị, motor dây đồng luôn nha, hiệu Yuki. Đó, giá nó sẽ giảm hơn cho anh chị là hơn 500 nha anh chị. Đó, mình không có lấy motor này thì lấy motor khác ha, motor dây đồng Ikuro ha. Đó, máy rất là đẹp luôn. Rồi anh chị mình có quan tâm những cái dòng máy mà giác sổ Nhật ha, hàng Nhật bãi này thứ cứ liên hệ bên công ty Nhân ha, sẽ được hỗ trợ cho anh chị nha anh chị. Rồi xin chào và tạm biệt các bạn. Nếu anh chị mình thấy video này hay và ý nghĩa thì anh chị mình cho Nhân một nút like, một nút chia sẻ ha, và nút đăng ký kế bên để Nhân có nhiều động lực để làm những video mà review máy tiếp theo ha anh chị. Rồi xin chào và tạm biệt các bạn.